Nhưng mà trước khi vào chữa bệnh ấy thì một chút đây là bà Nguyên. Bà này còn trẻ lắm, nó không phải 2 tuổi. Tôi nói luôn đấy, bà này bà đến đây là bà bị gì? Điếc một tai, nghe không được. Hai là cái chân của bà bị ngã, bị gãy, bà bị bó bột bắt lên vít vào trong đó. Chân đi gọi là chấm phẩy. Cái bà cổ gãy, lưng gãy, vai. Đặc biệt là cái da của bà rất xấu, thâm. Da xấu. Nhưng mà đến đây đấy, bà này bà là đi học rất nhiều nơi nhá, học nhiều môn lắm. Bà đi chữa nhiều thầy lắm. Có thầy chữa cái tai mà tát những cái mà xích ngất vỗ vào tai. Thế nhưng mà bà đến đây sau khi được chữa cái đấy là bà tai bà nghe được. Thế đặc biệt là làm cái chân của bà chạy được. Bà chạy được và bà reo lên là gì? Thôi thầy ơi em chạy được rồi. Đấy là cái nick, đấy là cái tên của cái video đưa lên Facebook. Cho nên chúng ta theo dõi này, đánh cái từ đó ra cái video của này. Thế hôm nay là rất nhiều chị có tuổi đúng không? Chị năm nay bao tuổi? Em 63. Chị bao nhiêu? Em 49. Sinh năm 49 này là 49 tuổi. 49 tuổi mà non già quá. Vâng. Năm nay mà chị bao nhiêu tuổi? Không thể thế này được đúng không? Chúng ta có tuổi cũng ra sống 120 tuổi. Mà sống làm sao mau bạch mà thông thì khỏe mạnh. Thế đâu? Thì bây giờ mà có 49 tuổi nó thảm quá. Đây, bác Nguyên chia sẻ một chút đi. Bác nói mình đến đây bị những bệnh gì và mình theo học như thế nào và đến bây giờ kết quả như thế nào? Thưa các bạn, các anh, các chị, các em. Tôi là Nguyễn Thị Nguyên. Tôi sinh năm 1998, năm nay trẻ cả tuổi 1 mà tôi vẫn 2 tuổi. Thế còn nếu như không thì tôi là 71. Trước khi tôi đến đây thì là tôi đang nằm ở bệnh viện E. Thì tôi có biết qua cô em cô ấy cho tôi biết cái thông tin thì là tôi biết rằng là về cái cặp đá diệu kỳ. Thế thì tôi đang mổ ở trong bệnh viện E, nó bây giờ là mới mổ. Thì là tôi lấy cái số điện thoại tôi gọi điện về đây. Tôi đăng ký mua đá, tôi mua đá trước. Thế là thì lại gặp ngay là bác Huyền mình thì không phải chị Hạnh. Thế thì chị ship, chị mang cho người mang đá đến bệnh viện E cho tôi. Thế xong khi tôi cắt chỉ được 2 ngày, cắt chỉ vậy hôm tôi mổ, tôi cắt chỉ được 2 ngày thì tôi bắt đầu tôi hỏi thăm để đến lớp học. Thì tôi lên đây đầu tiên thì đúng không vì một sự hiếu kỳ mà tôi đi, mà tôi thấy nghĩa là nói về cái này nó hay quá. Thế là tôi bảo mà tôi cũng đúng được, ai nói đến bệnh mà chữa ở đâu là tôi không hề tiếc tiền mà cũng không hề tiếc thời gian tôi đi. Thế nhưng mà không nghe như thế nên tôi mới đầu tiên là một sự hiếu kỳ thì tôi cũng đến tôi đăng ký học. Thế đăng ký học về sau qua được mấy buổi thì tự nhiên tôi cứ thấy cứ cái tình hình của mình nó cứ được cải thiện thêm lên. Tôi bị tiểu đường năm nay là năm thứ 19. Thế rồi từ cái chỗ bị tiểu đường rồi tôi bị tóm lại là nội tạng với nhiều thứ lắm. Mà những người đã những ai mà bị tiểu đường thì cũng biết rồi đấy. Cái đại tràng của nó rất kém, cái đường tiêu hóa rất kém cho nên là cái hệ bài tiết của nó rất là sợ. Thế tôi đến đây xong tôi cứ thấy được đầu tiên đến hình như là hôm là anh Xuân đây này là người thầy chỉ định chữa cho tôi cái chân. Đầu tiên tôi đi lên thì tôi đi lên cầu thang rất là khó khăn, tôi cứ đi từng bước một và lúc xuống thì tốt hơn hết là đi lùi. Nhưng mà xong đấy thì hôm ấy thầy cho hỗ trợ cho tôi, xong rồi là tôi đi lên đi xuống cầu thang tôi đi được. Thế mà cho đến bây giờ thì đúng là tôi đi từng bước một lên cầu thang, từng bước một lên cầu thang và xong đấy thì tôi chạy được thì tôi chủ sướng lắm. Thế là tôi bảo thầy em chạy được rồi, thế là tôi chạy loạn cả lên ở trong phòng và sướng phát khóc lên đi các chị ạ. Bởi vì các chị không biết chứ tôi á, tôi bị viêm đa khớp phải mười mấy năm và tôi đứng lên ngồi xuống tôi không thể nào tôi đứng lên ngồi xuống được. Tôi muốn ngồi xuống là tôi phải có cái gì đấy tôi đu rồi xong tôi reo người tôi xuống. Thế
xong rồi xong đấy thì lúc nào mà muốn đứng lên thì tôi lại đu cái, tôi đứng lên rất là khó khăn và mệt lắm. Thế nhưng mà bây giờ thì ngon lành, tôi đứng lên ngồi xuống được, đứng lên ngồi xuống, đấy là một cái dưỡng thứ nhất. Cái dưỡng thứ hai nữa là về cái hệ bài tiết của tôi, thí dụ như là trước kia tôi mỗi lần có khi cả tuần đi học sinh rất khó, mà xong đến bác sĩ cũng bác sĩ bệnh viện em nên như thế là phải hỗ trợ cho tôi, mà tôi chỉ ra muốn thế này thôi. Nhưng bây giờ thì ngon lành các chị nhé, bây giờ các chị trưởng đá xong thì rất là ngon lành, ngày nào đi cũng được. Thế là cái thứ hai, là từ xưa. Cái thứ ba nữa là tôi đã từng bị rối loạn dây thần kinh thực vật. Một đêm tôi chỉ mong tôi ngủ được đến 10-15 phút tôi cho trọn vẹn nhưng không được. Mà cứ bắt đầu nằm mà cố tình chợp mắt nhưng mà không thể nào mà ngủ được. Thì cứ chậm chậm một cái thì tôi bị giật mình, tôi choàng dậy một cái, cứ thế là mồ hôi một cái tôi vã ra như tắm. Thế và cứ mồ hôi ra đâu út đến đấy, mồ hôi ra đâu út đến đấy, và tự nhiên tôi lạnh hết cả người. Lạnh người như thế tôi lại chui vào chăn bông, mà trời tháng 4, tháng 5 các chị bảo trời như thế mà tôi lạnh lắm. Tôi lại chui vào chăn bông nằm được một lúc rồi nóng quá nó lại gọi vã mồ hôi ra thì lại bắt đầu buốt, lại lạnh, thế là lại phải tung ra ngoài. Cho nên các chị bảo không còn thời gian mà ngủ, chân tay tôi nó tôi không tự chủ được. Tôi rất sợ là tôi phải đi từ đây xuống cổng, thế mà tay tôi không giơ được lên đầu để chải đầu cái đánh răng đâu. Thế mà bảo tôi lúc bây giờ mà chồng tôi cũng lại ốm, lúc bây giờ bảo tôi mà nhặt mớ rau ngót thì mớ rau muống cũng sợ lắm đi kìa. Tóm lại là nhiều cái đó tôi là người bị bỏ đi rồi ấy. Thế mà xong rồi tôi thấy thế này, tôi cứ học lúc đầu bằng sự hiếu kỳ, xong mình cứ thấy cứ đỡ dần nó mình ham thế này, con lớp nào mình học nữa, cho đến bây giờ thì mình là thế này, mình lên được 6 cân 10 lớp rồi. Kể ra mà cả học đi học lại thì nhiều lắm các chị ạ. Tính về lớp thì 10 lớp học hết rồi, còn học đi học lại vài lớp nữa. Thế còn bây giờ thì bởi vì già rồi, học trước quên sau mà các chị. Thế cho nên là mình cứ rơi vãi đi thì mình lại đến mình ôn lại, vừa là hỗ trợ cho những người sau, vừa là để thuộc bài, vừa là đến này cũng là vẫn là còn là chữa bệnh chứ chưa hoàn thiện được. Nhưng mà tôi thấy thế này là tôi mãn nguyện lắm, tôi sướng lắm. Bây giờ tôi đứng lên ngồi xuống được. Đấy, còn trước kia thì không, sợ lắm các chị ơi. Lại đây như toàn những người có gia đình cả rồi, rất là thông cảm. Đi đâu mà kiểu đi vệ sinh mà cứ vào cái chỗ sổ một cái này tôi sợ chết hết, tôi sợ lắm. Bây giờ thì mà lại cứ sợ thế này. Người thật việc thật nhá. Rồi, ở đây có mấy bác làm gì nặng lắm. Tôi em khuyên cũng các không chị, ngồi được xuống. Tôi khuyên các chị nhé, rảnh đi tối hoặc là sáng, cứ đến sáng thì đến chỗ số 1 ông Tám, tối thì 6-7 chiều. Bà này là do là tổ trưởng những cái tổ này, cứ theo bà này thời gian sao các bà lại như bà này nữa, chạy nhanh như bà này luôn, được nhá. Rồi, cảm ơn mọi người. Các chị trường đá. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.